Vì vậy thầy mới dạy ông Bảy à, sở dĩ vợ con trong nhà mà ông giành không được đó, ông còn nắm đó, bởi vì do cái bản ngã. Ông nghĩ ông là chồng, ông nghĩ ông là cha, là ông bà. Vì vậy cho nên chính vì cái bản ngã đó mà nó là cái nguyên nhân để làm cho ông phát quả. Thôi ông nghe lời tôi, từ đây về sau khi mà trong lòng ông bắt đầu phát quả thì ông nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ông nhớ niệm Phật nghe. Vì vậy ông Nguyễn Tấn Bảy đã thực hiện được cái lời dạy của Đức Thầy và cuối cùng đã thành công. Vì vậy cho nên hôm nay cái quan trọng đồng đạo chúng ta phải biết niệm Phật đồng đạo. Mà đồng đạo nhớ là phải biết luật tự nha, phải sáu chữ đồng đạo à. Phải lòng sáu chữ chứ không có ngớt thì nặng tay cũng khóc như không. Mà nếu đồng đạo chúng ta nghe theo bên ngoài người ta dạy mình niệm tứ tự gì đó, A Di Đà Phật gì đó là chúng ta biết tứ tự nó khác. Trong khi Đức Thầy dạy biết luật tự, biết câu luật tự là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng như Đức Thầy dạy là Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ, đi đứng nằm ngồi đắc niệm chất quên không là gì thật khác. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải biết câu luật tự. Nếu như đồng đạo chúng ta mà không biết được cái câu luật tự thì coi như là cuộc đời chúng ta rất là khổ quý vị. Do đó cho nên trong cái cuộc sống hàng ngày thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng, phải cố gắng để làm sao tôi và vị chúng ta phải là cái người biết câu luật tự. Cái gì nó khó, cái này nó dễ biết đồng đạo. Bởi vì trong hội trường này đâu ai không biết câu luật tự đâu. Chúng ta nếu Đức Thầy nói cái điều kiện này rất là dễ, tất cả trường đồng đạo chúng ta đều biết niệm Phật mà. Nhưng mà lại có một điều đó, chúng ta biết có một chút à, biết có một lát à, không biết nhiều. Vì vậy cho nên giờ này mình phải quân tập điêu luyện làm sao mà trong cái cuộc sống hàng ngày lúc nào chúng ta cũng phải biết câu luật tự, lúc nào cũng biết niệm Phật, phải dành cái thời gian niệm Phật. Và đặc biệt một điều, cái sự niệm Phật của đạo Phật giáo là hảo chúng ta, Đức Thầy dạy chúng ta niệm Phật không câu nệ hình thức. Dầu rằng buổi ban đầu Đức Thầy dạy chúng ta muốn niệm Phật cũng được, tức là cúng xong ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì đây là cái giai đoạn ban đầu thôi, lúc đầu chúng ta chưa quen. Và đồng thời ngoài cái việc chúng ta niệm Phật trong thời khóa như chúng ta bàn ở những câu giảng đầu hồi nãy, tức là gắn công thì niệm sớm khuya, nhưng mà đến đây rồi thì mỗi đồng đạo chúng ta phải biết, chúng ta phải biết, biết câu luật tự là ở chỗ nào, nơi nào chúng ta cũng phải biết niệm Phật đồng đạo. Niệm trong tứ tướng quay nghi, như Đức Thầy dạy là ráng trì tâm tưởng niệm canh thông, nằm đi đứng hay ngồi chẳng trách. Và đồng thời biết câu luật tự là chúng ta phải biết cái giá trị, cái giá trị của câu luật tự, biết được cái điều lợi của câu luật tự, biết được cái giá trị, cái nguồn năng lực của câu luật tự thì chúng ta mới tinh chuyên niệm Phật. Như vậy thì cái năng lực của câu luật tự, yếu tố đầu tiên là hôm nay chúng ta niệm Phật sẽ sinh được cái vô lượng công đức đồng đạo. Bởi vì chúng ta niệm câu luật tự là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, mà khi niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì đặc biệt chúng ta sẽ được chia sẻ cái vô lượng quang từ Đức Phật A Di Đà. Cho nên hôm nay cái biết đầu tiên là mỗi đồng đạo chúng ta phải biết được cái sáng là vô lượng quang, rồi chúng ta biết được cái vô lượng công đức từ Đức Phật A Di Đà, và đồng thời chúng ta biết luôn cả cái vô lượng thọ, tức là chúng ta chia sẻ được cái công đức, cái thọ mạng của Đức Phật A Di Đà. Thì đây là cái điều mà chúng ta cần phải biết. Mình biết được điều này thì mình mới tinh chuyên niệm Phật, cho nên mình mới đưa ra một số cái niệm. Giờ này nếu như đồng đạo chúng ta niệm Phật thì đương nhiên tâm chúng ta sẽ sáng, đó là chúng ta biết rằng mình đã chia sẻ được vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà. Trong khi Đức Thầy dạy A Di Đà nhìn xem các cõi, đặng trong chờ mong mỗi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiện lành. Như vậy cái người mà có niệm Phật, một người tu có niệm Phật trở về nội tâm thì chúng ta sẽ tiếp nhận cái ánh hào quang của Đức Phật A Di Đà. Mà nếu như chúng ta không niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà không thấy mình, không thấy mình đồng đạo. Bởi mình niệm Phật, mình phải có một cái từ trường này mới cảm nhận được lời của Đức Phật, gọi là đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu. Vì vậy nên chúng ta có niệm Phật, chúng ta sẽ phát được hào quang, mình sẽ tiếp từ hào quang Đức Phật A Di Đà, mình sẽ biết điều đó. Muốn đạt được điều đó chúng ta phải niệm Phật trong tâm. Cho nên khi mà tâm chúng ta niệm Phật là mình luôn được cái sự gia hộ của các vị thánh chúng, và chúng ta sẽ được cái sự gia hộ Đức Phật A Di Đà. Vì vậy cho nên trong cái đời sống hàng ngày, theo kinh nghiệm bản thân, mà lúc nào tâm chúng ta niệm Phật ít gặp tai nạn, lúc nào mà tâm chúng ta chuyên trì niệm Phật thì lòng chúng ta an lạc, lòng chúng ta sáng mắt. Khi mà chúng ta ứng xử với một sự kiện nào đó thì mình sẽ đưa ra một cái vấn đề giải quyết nhanh gọn lẹ làng, không có gây nghiệp,
trong lúc ấy là tâm chúng ta tỉnh táo niệm Phật. Còn bằng ngược lại mà tâm chúng ta mà niệm tà đó, tâm chúng ta mà niệm dục vọng đó, tâm chúng ta mà niệm cái điều bất chánh, thì quý vị biết lúc đó nó dễ dàng xảy ra những cái tai nạn. Đồng đạo hình dung những cái tai nạn từ nhỏ tới lớn trong cuộc sống của mình. Nếu nói về cái phần sự tai nạn là do nghiệp, nhưng mà đi sâu về lý, trong cái giai đoạn mà tâm chúng ta mình không làm chủ, mình không niệm Phật, mà tâm mình nghĩ ru rơ, tâm mình nghĩ tà bại, thì lúc đó mình rất là dễ dàng xảy ra cái tai nạn. Vả sử mình đang lái xe đi, nói ví dụ, mà tâm mình lúc nào cũng niệm Phật, tôi tin tưởng rằng mình rất là sáng suốt. Điều này thì trước đây mình đã thực hiện rồi. Hầu đó khi chưa có xe bốn bánh, thì lúc bây giờ trên dưới gần 10 năm mình đi làm nhiệm vụ như vậy, là một tháng mình xe mình lăn bánh trên dưới hơn 2.000 km. Thì gần như từ tỉnh này qua tỉnh khác, lúc nào tâm cũng niệm Phật, thì coi như là mọi việc nó rất là suôn sẻ. Mà lúc nào mình quên niệm Phật, mà lỡ mình niệm cái đời sống riêng tư của tình chồng vợ, hoặc là niệm cái điều tà bại, là coi chừng chút xíu có tai nạn rồi. Nó đặc biệt thì này mình kinh nghiệm bản thân đồng đạo. Cho nên hôm nay mình chia sẻ kinh nghiệm này, đồng đạo suy gẫm đi. Những cái điều mà bất lợi với mình là thường thường nó xuất phát từ ở chỗ tâm bất chánh mà ra, đồng đạo ạ. Vì vậy cho nên giờ này mình biết được câu luật tự, thì coi như mình sẽ được cái sự bảo vệ, được cái sự bảo vệ từ Đức Phật A Di Đà. Chúng ta sẽ có được cái vô lượng quang, và đồng thời chúng ta sẽ có vô lượng công đức. Ngoài cái việc chúng ta đem tiền của, đem cái công sức làm từ thiện xã hội, thì nếu như đồng đạo vừa làm từ thiện mà tâm vừa niệm Phật rồi, thì lúc bây giờ phước đức chúng ta nhân 10, nhân 100, nhân 1.000. Tôi lấy ví dụ, đồng thời hai anh em đi làm từ thiện, một người đi làm từ thiện thì tâm người này nghĩ cái chuyện danh lợi, nghĩ cái chuyện tà bại, nghĩ cái chuyện hơn thua, nghĩ cái chuyện tức giận, nghĩ cái chuyện phiền não. Và người kia đi làm từ thiện không nói chuyện, mà lúc nào cũng tâm niệm Phật hết, lúc nào tâm cũng nguyên mật niệm Phật. Thì đồng đạo hình dung đi, hai cái việc làm này kết quả hoàn toàn khác nhau. Cái anh mà làm từ thiện mà không có niệm Phật, mà niệm sân đó, niệm phiền não, anh này làm một hưởng, làm 10 hưởng có một, làm 100 hưởng có một. Bởi vì mình làm từ thiện mà tâm mình còn bức rứt, mình phân biệt nóng nảy tà bại, thì coi như là lúc bây giờ mình chia rồi, chia 5, chia 7, chia 10, chia 20, chúng ta làm 100 hưởng có một. Còn anh kia thì anh vừa làm từ thiện, anh vừa niệm Phật, lúc bây giờ làm 1 hưởng 10, làm 1 hưởng 100. Vì vậy cho nên quý vị phải lưu ý vấn đề này. Chúng ta hiểu được cái năng lực của câu luật tự như vậy, biết được như vậy, mình mới ham niệm Phật đồng đạo. Cho nên Đức Thầy dạy là cứu khổ nam mô vô lượng phước. Đồng đạo chúng ta kiên trì niệm Phật. Tôi lấy ví dụ đi, mình lấy ví dụ về ý này nè. Một cái người đi làm từ thiện, từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng mà nội tâm này lộn xộn quá. Rồi một bà cụ lão này không làm từ thiện, nhưng bà cụ ở nhà niệm Phật từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, thì đố đồng đạo người nào phước đức nhiều hơn? Điều này chúng ta cái mình tính mình biết liền. Như vậy cái người ở nhà niệm Phật, dầu rằng về sự, về tướng không thấy làm từ thiện, nhưng mà chúng ta đang niệm Phật như vậy, công đức vô lượng. Mình chia sẻ cái công đức Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì tại sao chúng ta đang sở hữu một cái kho tàng công đức, kho tàng trí tuệ, mà mình không khai thác cái kho tàng này ổn quá đồng đạo? Nói một cách khác, tôi bởi vì chúng ta đang có một cái mỏ vàng. Giờ này chỉ cần chúng ta niệm Phật là chúng ta khai thác cái mỏ vàng quý dữ lắm đồng đạo. Mình đừng có bỏ lỡ cơ hội này. Đó là biết câu luật tự đó, mình mới biết được công năng. Và đồng thời công năng cái thứ ba nữa, hôm nay chúng ta niệm Phật thì mình sẽ chia sẻ được cái vô lượng thọ từ Đức Phật A Di Đà. Cái sự chia sẻ này chẳng những chúng ta được về cực lạc, chẳng những chúng ta được thần thức nhập thai sen tinh thảo mà được chia sẻ đâu, mà cái chia sẻ này chúng ta sẽ chia sẻ tại đây. Tôi nói ví dụ, vào cái mùa dịch Covid-19 gọi là Corona, thì đồng đạo nhớ kỹ, cái người nào mà lỡ bị nhiễm Covid-19 mà cái người này buồn rầu lo sợ, thì người này thì xin thưa đồng đạo là sớm muộn gì cũng đi vào trong hũ tro cốt. Và ngược lại, cái người này không lo sợ mà chuyên tâm niệm Phật thì sẽ có cơ hội phục hồi rất là nhanh. Phải không đạo? Giữa hai người mang cái chứng bệnh ung thư ha, hai người này, một người không biết niệm Phật, thì cái người không biết niệm Phật này khi đi ra bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Chợ Rẫy người ta chạy rồi, tôi nói về nhà đi, không quá một tuần nữa là coi như là xong. Thì cái người này không biết niệm Phật thì lúc bây giờ buồn phiền não, làm gì tới một tuần,
hai ngày ba ngày là chúng ta đi về phía bệnh hầm đâu. Rồi đồng thời cái người kia cũng ung thư giống như vậy, khi bệnh viện trở lại phát đi như vậy, nhưng người này rất là an nhiên lo niệm Phật không à, thì người này sẽ đạt được kỳ tích. Cái này người đời ta dùng là kỳ tích, thì có thể người này kéo dài cái mạng sống trong một thời gian nữa. Vì vậy cho nên cái khoảng mà chúng ta hình dung được cái khoảng an lạc, cái khoảng an lạc trong cuộc sống, theo cái nhận định của mình, không có điều an lạc nào bằng chúng ta đang Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà chúng ta niệm Phật trong tâm chúng ta không rầu không lo, thì coi như chúng ta sẽ giảm bệnh tật. Vì vậy quý cô là bệnh viện, quý cô gặp bác sĩ, câu đầu tiên bác sĩ khuyên quý cô là gì? Cô ơi, đừng có phiền não, sống an lạc đi cô. Bởi vì khi mà chúng ta sống an lạc, thì ở trái tim chúng ta, dầu rằng nó không phải là một cái cơ quan để sản sinh ra cái hệ thống miễn dịch, nhưng mà trái tim chúng ta nó sẽ có điều kiện. Điều kiện này nếu về khoa học gọi là kỳ tích, nó sẽ sản sinh ra một cái loại miễn dịch đặc biệt. Và khi một con người an lạc được cái sự miễn dịch này, thì người này sẽ kéo dài cái tuổi thọ hơn là bạn. Đây là chúng tôi nói một cách khoa học nha, chứ không phải chúng ta nói về cái mê tín đâu. Bởi vì vậy cho nên đồng đạo nhìn ở xóm mình đi, nếu như cái người nào mà không buồn không giận, người nào sống an lạc ít có bệnh hoạn lắm. Thấy ông này ông trẻ ông vui của tôi lắm. Mà cái người nào giận hờn phiền não ít niệm Phật thì người này mau già dễ bệnh mau chết đồng đạo ạ. Đây là mình nói bằng thực tế. Vì vậy cho nên đồng đạo phải biết được cái điều lợi này để chúng ta kiên trì niệm Phật, đó gọi là biết câu luật tự đó. Bữa nay trình bày chưa biết hơn nhiều đồng đạo. Thì mình biết rồi nè, mắt nam đúng không? Nãy giờ không biết, nãy giờ tôi không biết nữa, mà nhờ nó mới biết nè. Thì khi chúng ta biết được như vậy thì chúng ta phải cố gắng khai thác cái mỏ vàng nơi bản thân mỗi chúng ta để chúng ta biết câu luật tự. Và đồng thời biết câu luật tự là trở về nội tâm. Đồng thời bên ngoài chúng ta phải nhìn tứ ân. Như vậy thì tứ ân là cái đại trọng ân. Bởi vì hôm nay biết câu luật tự mà chúng ta quên đi tứ ân thì coi như là đường vô chúng ta nhất định sẽ đổ vỡ, không đạt kết quả. Vì vậy tứ ân gồm có ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại. Đây là cái thiền thang căn bản trong cái đạo nhân lương của mỗi con người chúng ta cần phải đền trả. Vì vậy cho nên hôm nay bên trong tâm chúng ta kiên trì biết câu luật tự, còn bên ngoài thì mỗi đồng đạo chúng ta phải đền trả tứ ân. Mình phải là một đứa con hiếu thảo với ông bà cha mẹ, mình phải là người công dân tận tụy trung thành với tổ quốc, với đất nước. Như lời Đức Thầy dạy là bờ cõi vững lận, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Hay hoặc Đức Thầy xác định rằng hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở, thảm như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương thì ta hãy đánh, đừng làm việc chi sự sức đánh đổi mà làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đất nước, đó làm ta đền ơn đất nước vậy. Như vậy thì qua các án văn này trong đất nước thì đồng đạo chúng ta phải cố gắng thực hiện. Rồi đồng thời bên cạnh đó, chúng ta là người niệm Phật, mình phải tin Phật, phải đền trả tứ đại trọng ân, phải đền trả cái ân tam bảo. Do đó cho nên cái người niệm Phật, người này phải là người học Phật. Bởi vì có học Phật chúng ta niệm Phật mới tinh kiên, chúng ta mới thẩm thấu được cái chân lý mà như chúng ta bàn nãy giờ. Và đồng thời cái người này phải là cái người có hành đạo, học đạo hành đạo. Và đồng thời người này phải là cái người biết truyền đạo. Vì vậy cho nên học hành truyền, đây là ba yếu tố cơ bản để chúng ta đền trả cái ân tam bảo. Như lời Đức Thầy dạy, một đoạn giảng bao gồm cả ba yếu tố này. Nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá tinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Nếu như chúng ta thực hiện được điều này thì coi như là chúng ta đền ơn tam bảo. Rồi đồng thời bên cạnh ơn tam bảo ra thì ơn đồng bào nhân loại, những người chung cộng của chúng ta trong cái cuộc sống này, trong đất nước này, cả thế giới này, thì đây là những người ơn của mình. Mình không có lý do gì mà chúng ta sống một mình hơn. Trong khi Đức Thầy dạy, ta vừa mới mắc chào đời, và cái niên kỷ càng lớn thêm bao nhiêu thì sự nhờ nhỏ càng phần tử thêm nhiều chừng nấy. Cho nên ở trên thế gian này, nếu một mình ơn tôi và quý vị chúng ta không thể nào tồn tại. Mình phải nhờ cái sự hợp tác, mình nhờ cái sự chung đậu của đồng bào mình, mình phải nhờ những cái thiết minh mới, những cái sáng chế mới, những cái sự cấu tạo khoa học của nhân loại giúp cho chúng ta hoàn mãn.
và đồng thời đền ơn đồng bào và nhân loại, thì coi như đây cũng là cái công tác thiện nguyện. Cho nên hôm nay tứ đại trọng ân là yếu tố để giúp cho chúng ta có được cái phước rất là lớn mình đã. Yếu tố mà chúng ta cần phải hiểu, mình làm cái gì cũng có hai mặt. Mình vừa lo đền trả tứ ân về cái phương diện tích cực, đồng thời chúng ta sẽ sản sinh ra được cái công đức. Cái công đức của đền đáp về ơn tổ tiên cha mẹ, thì công đức này đồng đạo biết là công đức vô lượng. Bởi vì thầy dạy là muôn việc lành hiếu thuận đức đạo mà. Rồi giờ này đền đức nước có công đức không? Dạ xin thưa đồng đạo có. Đền ơn Tam Bảo chúng ta cũng có được công đức Phật từ bi vô lượng. Rồi chúng ta đền ơn đồng bào nhân loại thì đó là công tác từ thiện đó. Mình làm công tác thiện nguyện, công tác an sinh xã hội là chúng ta đang đền ơn đồng bào nhân loại, chứ không phải chúng ta đền ơn bằng cái miệng, đền ơn bằng lời nói suông, mà chúng ta phải đền ơn bằng cái hành động. Cái hành động này ông cha chúng ta đúc kết rồi, một miếng khi đói bằng một gói khi no, hoặc là lá lành đùm lá rách, thì đây là đền ơn bằng nhân loại. Cho nên đó gọi là, đó còn gọi là dình đàn tứ ân. Đàn là đường, đàn cũng là một số đông đồng đạo. Như vậy thì biết câu luật tự dình đàn tứ ân xong cái đủ. Mà Đức Thầy dạy ở trần xử trọn nghĩa nhân, quyết làm con Phật gửi thân đi đạt. Như vậy thì đây là hai cái câu giảng sau cùng. Quý vị nghe tôi nói hai câu giảng sau cùng, quý vị mừng, quý vị vỗ tay, bởi vì sắp hết giờ rồi phải không quý vị? Giờ này cũng gần 10 giờ rồi, thì nói cho vui thôi. Chứ thật sự tôi biết rằng mà tôi đứng đây nói chuyện tới 12 giờ, quý cô cũng ngồi đây với tôi tới 12 giờ đó. Nhưng mà tuy nhiên thì nói như vậy thôi, về lý thuyết là vậy, nhưng mà thật sự không phải là như vậy nha. Vì vậy cho nên qua hai câu giảng sau cùng này, Đức Thầy dạy ở trần xử trọn nghĩa nhân. Như vậy thì nghĩa nhân ở đây, nếu chúng ta hiểu theo cái nghĩa cạn, nghĩa nhân là hai trong ngũ thường, gọi là nhân nghĩa lễ chí tính. Hành chữ nhân là không sát sanh, hành chữ nghĩa là chúng ta không đạo tặc. Nhưng mà chúng ta mở rộng cái nội hàm này ra, nghĩa nhân ở đây gọi là nhân nghĩa ở đời, là đạo nhân, là cách ăn ở cư xử trong cuộc sống con người. Chúng ta chọn cái đạo làm người, đó gọi là nhân nghĩa ở đời. Như vậy thì khi bàn về từ nghĩa nhân mà nói đến nhân nghĩa ở đời thì rất là rộng. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta ở trần là sống trong cõi đời này, ở trần xử trọn nghĩa nhân, cũng giống như Đức Thầy dạy là tu đền nợ thế cho rồi, cũng giống như Đức Thầy dạy là bạch trinh giữ đến nghĩa nhân. Muốn về cõi Phật là không có cần. Vì vậy cho nên đây là cái thềm thang căn bản nhất của đời tu chúng ta. Do đó cho nên hôm nay mình là cái người tu hành thì vấn đề nhân nghĩa ở đời chúng ta phải làm trọn vẹn. Mình tu làm sao mà mình nói nôm na từ một đứa con nít đến cái người lớn tuổi, cái người cùng đạo với mình, cái người không cùng đạo với mình, đầu trên xuống dưới, ai gặp mình ta cũng thương, người ta cũng quý, người ta cũng mến. Thì như vậy là coi như mình về ăn ở cư xử nó trọn vẹn mình đã. Còn mà chúng ta tu làm sao mà cái người kế bên không ưa, cái người ở bên trong người ta ghét, cái người ở bên tay người ta không chịu mình. Có ông này tu hành chắc kỳ lắm, ăn chay vậy chứ còn cái này, còn cái kia, còn cái nọ. Thì đồng đạo nên xem lại cái cuộc đời tu mình như thế nào. Vì vậy cho nên ở chỗ này Đức Thầy dạy ở trần xử trọn nghĩa nhân. Thì khi trong cuộc sống hàng ngày, nếu đồng đạo chúng ta vun quét được cái đàn tứ ân hồi nãy, mình hành trả được tứ đại công ân hồi nãy, và đồng thời chúng ta phải quán triệt cái đạo nhân luân, còn gọi là cái đạo ngũ luân, còn gọi là luân lý tam căn ngũ thường. Vì vậy cho nên mình phải sống đúng trọn vẹn như vậy, thì coi như là chúng ta được hoàn thành ở cái chỗ ở trần xử trọn nghĩa nhân. Và đồng thời đây cũng là một cái chuẩn mực sau cùng mà Đức Thầy dạy chúng ta ở hai chỗ. Một chỗ Thầy xác định rằng chờ con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tế độ dắt lần về ngôi, hoặc là con lành đầy đủ nghĩa nhân, cha là Phật Thánh Tiên Thần Phước Dư. Vậy thì hai chỗ này dầu rằng văn chương có khác mà Thầy dạy trong bài Bóng Hồng. Vì vậy cho nên cái quan trọng là ở đây Đức Thầy dạy chúng ta, hầu nãy trên kia là Đức Thầy kiếm cái người lương thiện, còn ở đây Đức Thầy dạy đây cũng giống như là chờ con đầy đủ nghĩa nhân. Cho nên hôm nay chúng ta có đầy đủ nghĩa nhân, cái nền tảng căn bản về nhân đạo này chúng ta làm tròn. Mình là một đứa con hiếu thảo ông bà cha mẹ, mình là một người ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu noi theo, mình là một người anh một người chị rất là tốt, mình là một người hàng xóm rất là tốt,
với những người xung quanh của mình. Mình là cái người tốt với ông bà cha mẹ của mình, tốt với tất cả những người xung quanh. Như Đức Thầy dạy ở một đoạn giảng trong cái bài Không Buồn Ngủ: đạo tôi Chúa chặt gìn câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt nghi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đức khác, biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác, nội tâm cùng ngoại tổ với cậu gì, thiên kính nhường anh chị kẻ cố tri, mắt chẳng thấy lũ gian phi xảo trá, đạo bè bạn bất phân nhân với ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan. Thì nếu thực hiện được đoạn giảng này, coi như cơ bản là chúng ta đã gần như là hoàn thành được ở trần sử chọn nghĩa nhân kính yêu đồng đạo. Và cái quan trọng khi làm được điều này thì coi như tất cả đồng đạo chúng ta đạt được kết quả như Đức Thầy dạy ở trong sự chọn nghĩa nhân, viết làm cho Phật gửi thân thiên đại. Như vậy thì nếu như chúng ta làm được điều này thì mình mới là tôi Phật. Chữ tôi là đệ tử đồng đạo, chữ tôi là đệ tử, như Đức Thầy dạy ta là thân Phật làm tôi, hay hoặc là làm Phật nhưng có đặng lòng thành thì có được vãng sanh tịnh độ. Như vậy viết làm tôi Phật lúc này mình là đệ tử của Phật. Chữ tôi là tôi tớ, mà tôi là tôi thần, tôi chung, tôi là đệ tử. Vì vậy nên quyết làm tôi Phật, và đến đây là chúng ta gửi thân liên đài. Như vậy thì gửi thân liên đài không phải chúng ta gửi cái thân này, mà gửi thân liên đài có nghĩa là chúng ta đã được sinh về củ phẩm liên hoa, liên đài đài sen. Mà đài sen là muốn nói đến liên hoa chính phẩm của Ngọc Bò, được lĩnh ly thiên đình ấy sai ta. Như vậy thì gửi thân liên đài thì dầu rằng chúng ta sống ở cõi đời này, tức là thân tiên còn tục, nhưng mà gửi thân liên đài là lúc bây giờ bên ao sen pháp bảo chúng ta, lúc ấy đã có được cái hoa sen của mình. Bởi vì lúc này mình đã niệm Phật rồi, đúng không? Lúc này mình đã xử đoạn nghĩa nhân rồi, mình đã đền trả tứ ân rồi. Cho nên ở đây là chúng ta sống để nương nhờ. Như Đức Thầy dạy là nơi cõi tạm song sầu bể khổ, là ngựa xe cám dỗ tông nhân. Còn cái chúng ta thật thụ là mình đã có cái sổ bộ, cái danh sách, cái tên mình ở ao sen pháp bảo. Vì vậy trong kinh Đức Phật đã dạy rất rõ là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, củ phẩm liên hoa quy phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bắt thói Bồ Tát quy vạn lữ. Có nghĩa là ở cõi trời, ở cõi trần này, trong mười phương thế giới, chỉ cần một chúng sanh nào mà bắt đầu nguyện sanh về cực lạc, thì lúc bây giờ củ phẩm liên hoa bên kia là cha mẹ của chúng ta. Và đồng thời chỉ cần chúng ta tắt thở ở đây, chúng ta chúng ta thở sở cùng ở đây, thì lúc bây giờ một duỗi tay mà Đức Thầy gọi là thần thức nhập thai sang tinh hảo, thì lúc bây giờ chúng ta được về bên kia, được về bên kia mình sẽ thọ nhập vào cái hoa sen của mình. Cho nên Đức Thầy dạy gửi thân liên đài, lúc bây giờ chúng ta đã có hoa sen bên kia rồi. Cho nên hôm nay vả sử như mình là Phan Chí Tâm. Tên Phan Chí Tâm là cha mẹ khai sinh, cha mẹ đẻ mình ra là đẻ cái thân này, chứ linh hồn mình cha mẹ không có đẻ. Làm đạo nhớ kỹ nha, linh hồn chúng ta không phải là cha mẹ mình đẻ đâu, cha mẹ mình sinh ra là sinh cái thân tứ đại này nè. Cho nên Đức Thầy luôn, Đức Thầy cũng vậy, Đức Thầy cũng dạy rất rõ là xuống mượn xác nhập năm kỷ mão. Cái xác Đức Thầy là xác giả, còn cái phần chân linh Đức Thầy là Phật mà. Đức ông Đức bà là chỉ sinh Đức Thầy đảm sinh, Đức Thầy đảm sinh cái thân giả thôi, cái thân phù dân, cái thân giả tạm. Còn cái linh hồn của Đức Thầy chúng ta là chân linh của Phật mà. Vì vậy cho nên hôm nay xác thân chúng ta, cha mẹ mình chỉ sanh cái thân giả thôi, còn linh hồn chúng ta nếu như mà mình quyết làm con Phật, là mình quyết lòng là tín đồ của Thầy, tín đồ của Phật, thì coi như là chúng ta một thân ở đây. Nhưng lúc bây giờ linh hồn chúng ta mình có một cái thân bên ao sen pháp bảo bên kia, như chúng tôi vừa trình bày. Và đồng thời ở đây chúng ta niệm Phật, ở đây chúng ta lo đền trả tư ân, chúng ta ở trần sử trọn nghĩa nhân, là những cái chất liệu, là phân bón, là những cái phân nước, chất dinh dưỡng để nuôi cái hoa sen bên kia. Còn bằng ngược lại chúng ta tu nửa chừng mà mình bán đồ như phới, hồi đó niệm Phật ngon lành, giờ nghỉ niệm rồi, hồi đó ăn chay giữ giới, giờ nghỉ rồi, thì hoa sen bên kia chúng ta lúc bây giờ nó sẽ héo đi, và lần lần nó sẽ lụi tàn, và lúc bây giờ nó sẽ chết luôn ở bên kia. Thì coi như đời đời ngàn kiếp khu chúng ta không sanh nhận định. Cho nên ở đây khi mình nhận định ở cái câu giảng cuối cùng này, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng cái sự tu hành của mình nó có một cái liên thông chuyển mạch một cách hết sức là thực tế, gần gũi, trực tiếp, từ ở cõi đời cõi tục giả tạm này đến ao sen thất bảo bên cõi Tây Phương kia. Thì hiểu được điều kiện này thì đồng đạo chúng ta mới tinh tấn. Khi mình giải đãi, khi mình yếu ớt, khi mình nảy sanh tư tưởng xấu, là mình đang đầu độc cái hoa sen của mình bên ngôi
bên chính phẩm, củ phẩm đi qua bên đài sen bên kia. Còn ở đây chúng ta làm thiện, chúng ta giữ giới, chúng ta cúng lại, chúng ta ăn chay, là mình đang tưới tẩm cái cây sen của mình càng ngày càng to càng lớn, để rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ được ngồi tòa sen như lời Đức Thầy dạy, tu đền ở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen chính thưa các bạn. Như vậy thì trở lại qua 14 câu giảng này, thì đoạn đầu Đức Thầy dạy, Đức Thầy nói cái tâm sự Đức Thầy, và đồng thời Đức Thầy cũng dạy, cũng nhắc nhở tất cả đồng đạo chúng ta hôm nay học tập theo lời Đức Thầy. Và đồng thời qua 14 câu giảng này, ý chính là Đức Thầy muốn cho chúng ta biết rằng tất cả đồng đạo chúng ta là người tín đồ tại gia cư sĩ, học Phật tu nhân. Và đồng thời cái lộ trình của người tại gia cư sĩ, yếu tố đầu tiên là về học Phật. Về học Phật là mỗi đồng đạo chúng ta phải biết được cái đường hướng. Cái đường hướng ấy được Đức Thầy chỉ dẫn cho tất cả đồng đạo chúng ta, là giờ này mình phải làm thiện, mình phải hành bát chánh đạo, để chúng ta có được một cái tư duy đúng, chúng ta cần phải có được một cái hạt giống trí tuệ. Trong khi Đức Thầy phân phát cái hạt giống bồ đề của chúng ta, và đồng thời chúng ta phải niệm Phật. Đây là những cái phương châm hành đạo trong vấn đề học Phật. Và muốn đạt được cái rốt ráo về cái phương tiện này, thì mỗi đồng đạo chúng ta ngoài cái việc học Phật, biết được những cái con đường rốt ráo chúng ta đi, và đồng thời chúng ta cũng hành các cái phương pháp tu Phật, thì bên cạnh đó tu nhân là một yếu tố căn bản. Cho nên tu nhân ở đoạn giảng này thì Đức Thầy dạy chúng ta là gìn đàn tướng ân, Đức Thầy dạy chúng ta xử trọn nghĩa nhân. Đây là cái điều căn bản nhất mà chúng ta phải thực hiện trong cuộc sống. Và khi đồng đạo chúng ta có tu nhân, đồng đạo chúng ta có tu Phật, khi mình hiểu được học Phật rồi, có nghĩa rằng qua đoạn giảng này về pháp tu căn bản thì tụ trung lại không ngoài câu luật tự, không ngoài sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà Đức Thầy dạy ở cái chỗ là biết câu luật tự. Đây là cái điều căn bản mà hằng ngũ chúng ta phải thực hiện. Cho nên muốn niệm Phật đạt được kết quả thì mỗi đồng đạo chúng ta vừa niệm Phật, chúng ta vừa trả nợ, vừa đền nợ, vừa biết mình là những người tốt đẹp nhất, là những người thực hiện những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Chúng ta phải làm từ thiện, chúng ta phải đền trả tư ân, mình phải vun vén cái đạo nhân lưng, như là Đức Thầy dạy là ráng tu cho đạo, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Nếu như nhân đạo mà chúng ta không tròn, mình không đền trả tư ân, mình không thực hiện được cái nghĩa nhân ở đời, thì xin thưa đồng đạo, dầu chúng ta có niệm Phật, có trang giới cỡ nào, nhưng mà mình không đạt được kết quả. Bởi vào cái thời kỳ này là cái thời kỳ cuối cùng, thời kỳ này cái căn bản nhất thể hiện bằng một tính cụ thể quá vấn đề đối người tu chúng ta, đó là nhân đạo. Đây là những điều mà chúng ta thực hiện. Vì vậy nên đồng đạo chúng ta vừa làm tròn nhân đạo, chúng ta vừa niệm Phật, thì tôi tin chắc rằng tất cả đồng đạo chúng ta coi như hai mặt cái nền tảng căn bản mình đã xây dựng rồi, những cái thềm thang, những cái thềm thang bắt đầu, những cái trụ cột, trụ móng ban đầu chúng ta xây dựng rồi, thì lúc bây giờ mình làm từ thiện giống như chúng ta vung phân tưới nước, xây dựng cái tòa lầu đài, cộng với niệm Phật trong ngoài gồm đủ, thì tôi tin chắc rằng tương lai sau khi chúng ta bỏ xác thân này, mình sẽ được thần thức nhập khai sáng tinh hảo, mình sẽ được liên quan quá thân, chúng ta sẽ được gặp thầy, gọi là tớ thầy tôi chú cùng nhau gặp, và cuối cùng thì chúng ta sẽ về được cực lạc. Như lời Đức Thầy giới thiệu, dầu cho ai xa cách sở tời, sau thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, ước trăm họ nhà mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đời. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái sự trình bày của mình, thì cũng trên dưới khoảng 1 tiếng 45 phút, thì chúng tôi cũng đem hết khả năng của mình để trình bày qua 14 câu giảng này. Thì dầu rằng nó có hơi dài, quý vị nghe cũng hơi ngán, nhưng mà quý vị cũng thông cảm giùm, bởi vì tới 14 câu, nếu mà chúng ta không lý luận làm sáng tỏ vấn đề thì chúng ta không thể nào không hiểu lời Đức Thầy. Cho nên thì chúng tôi cũng cố gắng, thì đến đây cũng đã làm xong cái nhiệm vụ của mình qua cái sự chia sẻ, qua cái đoạn giảng trên. Và trong cái quá trình chia sẻ thì không sao tránh khỏi những cái điều sơ sót nhất định, thì cũng ngưỡng mong với đồng đạo, riêng vị cao minh của đồ có thầy thì niệm tình lượng thứ của phép thêm. Và cuối cùng thì trước khi rời khỏi diễn đàn thì chúng tôi luôn luôn cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta tinh tấn tu hành, thể hiện cái trọn vẹn cái vai trò của người tín đồ tại gia cư sĩ. Và đồng thời thì chúng tôi cũng hết sức là kính cảm ơn ban tổ chức
đã có lời mời trong cái ngày hôm nay chúng tôi mới đủ cái điều kiện trở về đây. Thì chúng tôi cũng cảm ơn tất cả quý đồng đạo trong cái đêm khuya cũng ngồi đây hộ pháp. Và đồng thời đặc biệt thì chúng tôi cũng xin cảm ơn vị phó chủ tịch quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam của địa phương là xã Tân Quế này đây, cũng như quý vị ở trong cái ấp này, thì tức là vị lãnh đạo trong địa phương thì cũng đã đến đây để dự cái buổi thuyết giảng hôm nay. Và cái điều trân quý nhất là ngồi suốt với chúng ta trong cái phiên thuyết giảng giờ này, thì đây là cái điều hết sức là hiếm hoi cao quý mà chúng tôi rất ít gặp. Cho nên thì cũng xin thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các vị khách quý, và cũng cầu chúc cho các vị luôn luôn đầy đủ sức khỏe để lo cho dân cho nước luôn luôn hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần cho các vị khách quý của mình. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng xin cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta tinh tấn niệm Phật tu hành đúng như lời Đức Thầy đã dạy, đó là tỏ câu cầu chúc cho đời mong bá tánh vạn dân giải thoát. Trân trọng kính chào.